Chi ơi, sao mẹ đi làm mãi không về nuôi chúng mình, để anh em mình đi lang thang thế này? Em cứ ngoan ngoãn, rồi mẹ khác về với anh em mình thôi. Lần này anh cũng bảo mẹ sắp về, vậy mà mẹ đã về đâu? Hay là mẹ bỏ anh em mình, không cho anh em mình nữa? Yên tâm, mẹ sắp về rồi. Là ai sắp? Từ từ thôi, đợi anh với. Anh Si ơi, các bạn đi học vui quá, em cũng muốn đi học vui như các bạn. Anh Si ơi, các bạn được mẹ đến đón kìa, còn mẹ được cho đi học nữa, sao chúng mình không được? Em yên tâm đi, mẹ sắp về với anh em mình rồi, thì anh em mình sẽ được đi học. Thật không anh? Thật. Em thích được đi học lắm anh ạ. Thôi em đi đi. Vâng ạ. Đi thôi em ơi. Đi thôi. Anh Chi ơi, em đói quá. Thôi rồi, đi theo anh. Chú ơi, chú ơi, chú cho em cháu xin một miếng bánh mì được không ạ? Em cháu đói quá ạ. Cái gì? Xin một miếng bánh mì á? Không được. Bọn mày đói là chuyện của chúng mày, không liên quan. Đi chỗ khác đi. Chú ơi, cháu ăn về bánh mì tớ đói quá. Đi ra đây, luôn. Thôi đi nữa em. Hai cái thằng mồ côi này làm tao ăn mất ngon. Anh Si ơi, chú kia nhìn có vẻ nhà giàu thế mà kêu kiệt, xin một miếng bánh mì không cho, mà lại còn dọa đánh anh em mình nữa. Anh em mình là trẻ mồ côi, lang thang, người nhà giàu, còn thường khinh bỉ lắm. Thôi đi thôi. Anh Si có chai nước này. Thế à, em khát không? Em uống đi. Nước ngon lắm anh ạ. Đã khát, uống ngon lắm anh ạ. Anh Chi, anh uống đi. Thôi em cứ uống đi. Anh uống đi, anh đang đã khát mà. Ừ, anh uống rồi, anh uống một chút thôi. Em uống luôn đi. Thôi em mình đi đi. Dung ơi, hôm nay hai em mình sẽ ngủ cùng chỗ này nhá. Vâng ạ. Ngủ đây đi em. Anh Chi ơi, em rét quá. Em lạnh à? Đây, em đắp tạm cái áo của anh cho đỡ lạnh nhá. Thế thì em đắp áo của anh thì anh không lạnh à? Ừ, anh khỏe lắm, không lạnh đâu em ạ. Nè, được. Để em ôm anh, ngủ cho đỡ lạnh nhé. Mẹ, mẹ. Con ơi, mẹ đây. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi mà về với con đấy à? Con nhớ mẹ lắm. Con trai của mẹ ngoan lắm, mẹ cũng nhớ con nhiều lắm. Mẹ ơi, bọn con mồ côi lang thang khổ lắm mẹ ạ. Từ giờ mẹ đừng đi đâu nữa nhá, mẹ ở nhà với anh em con nhá. Con trai của mẹ ngoan lắm, từ giờ mẹ sẽ ở nhà với anh em con. Yeah, anh Si ơi, mẹ về rồi này. Mẹ anh Si ơi, mẹ về. Mẹ sẽ không về với anh em mình nữa đâu. Anh em mình đang ở đâu đây? Sao lại thế hả? Hai cháu bé tỉnh rồi đấy à? Chú là ai thế? Chú là ai? Mà sao bọn cháu lại ở đây? Nào nào, hai cháu đừng có lo, chú là người tốt mà. Hôm qua hai cháu ngủ ở cổng chùa, rét quá, ngất ra đấy. Chú có lòng tốt nên đưa về đây ngủ đấy. Chú là người tốt bụng quá. Cháu cảm ơn chú ạ. Chắc là hai đứa tội mẹ. Thôi, hai đứa ngủ đi, để chú ra kia một lát, chú lấy cơm cho ăn nhá. Ăn ngủ đi là chú đi ra kia nhá. Tôi mừng thật đấy, anh em mình phải biết ơn chú ý, biết chưa? Vâng ạ. Ông nói đây rồi, tại sao ông đưa hai đứa trẻ về nhà làm cái gì? Suýt cái gì mà suýt, cơm chẳng có mà ăn, mà lại còn định làm từ thiện à? Bà nó nhỏ thôi, không kiểu chúng nó nghe thấy bây giờ. Gớm, ông tốt bụng quá nhở,
cơm mà chẳng có mà ăn, còn đưa chúng nó về. Bà ơi, bà chẳng biết cái gì cả. Tôi đem hai chúng nó về á, để sau này bắt nó làm việc nhà này, làm việc đồng, đi xin tiền cho vợ chồng mình, thế có phải lãi không? Còn việc nuôi nó á, thì đơn giản lắm. Cho nó ăn cơm thừa, cơm chó, có tốn bao nhiêu đâu. Bà thấy tôi siêu chưa? Ôi, ông thông minh thật đấy. Nó dậy bây giờ thì chết cả lúc đấy. Đi thôi, sắp giàu rồi.